Rồi, hello anh chị em. Chào mừng anh chị em đến với kênh của Thành Trung Invest và nối tiếp chương trình chia sẻ những kiến thức hay trong tất cả cuốn sách đầu tư. Thì mình tin rằng series này sẽ giúp cho anh chị em tiết kiệm rất nhiều thời gian và đúc rút cho mình rất rất nhiều kinh nghiệm. Để từ đó trong quá trình đầu tư, anh chị em sẽ tránh được những sai lầm và có thêm nhiều phương pháp để xử lý làm sao cho cái danh mục cũng như là cái lệnh của mình vào nó được tối ưu. Thì nối tiếp cái chương trình thì ngày hôm nay mình chia sẻ với chị em một cuốn sách vô cùng đặc biệt. Thực ra thì nó là một trong cuốn sách gối đầu giường. Mình nghĩ rằng là một trong cuốn sách gối đầu giường của rất rất nhiều anh chị em nhà đầu tư. Và ít nhất một lần anh chị em đã từng nghe đến cái tên. Đó là cuốn sách giao dịch theo phương pháp là Can Slim của tác giả là William O'Neill. Có thể anh chị đã đọc qua, có thể anh chị cũng chỉ nghe qua cái tựa đề là thôi. Và nghe rằng là nhiều người nhắc về nó, đúng không ạ? Và tại sao cuốn sách này cũng như cái bộ phương pháp này lại khiến nhiều người cảm thấy rất là hay và áp dụng rất nhiều vào trong quá trình đầu tư? Bởi vì đây là một trong phương pháp mà do tác giả William O'Neill, một trong bậc thầy về đầu tư, rất là hay, và ông tổng hợp 4 cái phương pháp của ông thành 7 cái tiêu chí. Và ứng với mỗi cái tiêu chí nó được đặt tên theo bảng chữ cái là CANSLIM, đọc gọn là phương pháp Can Slim. Thì mình nói nhanh thôi, cái buổi này hôm nay không phải buổi là mình chia sẻ 7 cái tiêu chí này, và buổi ngày hôm nay là buổi mà mình đúc rút lại tất cả những cái lời khuyên, những cái phương pháp để anh chị em có thể cải thiện được quá trình đầu tư của mình. Còn mình sẽ dành riêng một clip chỉ nói về 7 cái phương pháp này thôi, và giúp anh chị em dựa vào 7 phương pháp này để lọc ra những cổ phiếu tiềm năng. Thì phương pháp này gồm 7 chữ cái chữ đầu tiên là current, nghĩa là gì? Ông sẽ tìm hiểu những cái công ty nào mà có kết quả lợi nhuận quý tăng trưởng đột biến từ 3 đến 4 tháng gần nhất. Được chưa? Chữ A là biểu hiện là doanh thu lợi nhuận hàng năm tăng trưởng ít nhất là từ hơn 20 đến 25% là ông sẽ cho vào danh sách theo dõi. Cái chữ N là new, tức là gì? Nó là như cái clip trước ấy mình chia sẻ. Đấy là new là những cái chất xúc tác mới, ví dụ như là gì? Ra mắt sản phẩm mới, ban lãnh đạo mới, đúng không ạ? Đỉnh giá mới của cổ phiếu, những cái gì nó là mới và tạo sự đột biến, thay đổi kết quả của doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn, của công ty, thì những điều đó là những cái điều mà sẽ giúp cho cổ phiếu tăng trưởng. Chữ S là thể hiện sự cái cung cầu, cái thanh khoản của cổ phiếu, đúng không ạ? Chữ L là leader, là xem rằng cổ phiếu đấy có phải cổ phiếu dẫn dắt của ngành không, đó, hay là cổ phiếu bị lãng quên. Cái chữ Y là viết tắt bởi cái từ là xem rằng là cổ phiếu đó có được nhiều các quỹ nắm giữ hay là không. Một cổ phiếu được nhiều quỹ nắm giữ chứng tỏ cổ phiếu đấy có cái giá trị nội tại rất là tốt, bởi vì anh chị em biết rồi, quỹ phân tích thì họ thực sự là kinh khủng, phân tích rất là kỹ, chuyên sâu từng doanh nghiệp, từng cổ phiếu, và khi họ đưa ra một quyết định đầu tư thì họ đã trải qua rất rất nhiều bước để có thể là tìm ra được cổ phiếu đó. Thì một trong những cổ phiếu mà được quỹ ưa chuộng thì đó là một trong cổ phiếu mà rất là tốt, đúng không ạ? Và cái cuối cùng là chữ M, là chữ đánh giá, được gọi đánh giá là quan trọng nhất, đó là từ market, tức là thị trường. Xem là thị trường chung hiện tại nó đang ở xu hướng gì, là xu hướng tăng, uptrend, giảm hay là đi ngang. Cái chữ M là chữ mà nó được cuối cùng, nhưng nó đóng góp, theo cá nhân mình nghĩ rằng nó sẽ đóng góp đến 60% cái sự thành công của anh chị em trong quá trình anh chị em đầu tư. Đó là khi mà chị em biết là thị trường mà nó trong cái đoạn uptrend ấy, thì hầu như cổ phiếu nào cũng tăng, đúng không ạ? Cổ phiếu tốt cũng tăng, cổ phiếu bình thường cũng tăng, một cổ phiếu xấu cũng tăng, được penny tăng hết, đúng không ạ? Thế cho nên là khi thị trường uptrend ý, thì đầu tư nó rất là dễ. Nhưng tuy nhiên thời điểm hiện tại là thời điểm mà thị trường đang có một cái dấu hiệu là gì? Sideway down, thị trường index, đúng không ạ? Có những diễn biến rất bất thường ở thời điểm này. Và đây là một trong cái thị trường mà mình phải nói là gì? Rất là khó để giao dịch cho anh chị em, đặc biệt là những anh chị em mới. Và phải có cái chiến lược đúng, hợp lý đối với từng giai đoạn thị trường. Ok chưa? Rồi, đó là giới thiệu cho anh chị em 7 cái chữ cái liên quan đến phương pháp Can Slim. Ngoài ra thì ông còn có rất nhiều lời khuyên, rất nhiều những cái bí quyết chia sẻ để giúp cho anh chị em đạt được hiệu suất cao. Rồi đầu tiên là đến với cái quy tắc đầu tiên. Đó, những cái quy tắc đầu tiên của William O'Neill. Cái đầu tiên là gì? Là một trong quy tắc đầu tiên ông để hàng đầu, đó là quy tắc cắt lỗ. Đây là quy tắc mà luôn rất là quan trọng. Và nếu anh chị em đã xem hai clip trước đó của mình ấy, một là clip nói về cuốn sách là giao dịch như nhà vô địch chứng khoán, và cái thứ hai là cuốn sách là 130 câu hỏi phổ biến thực tế nhất trong quá trình đầu tư, được phỏng vấn của 4 nhà giao dịch tăng trưởng hiện đại, đúng không ạ? Thì cái quy tắc này luôn là quy tắc mà tất cả cuốn sách, tất cả chuyên gia đều nhắc tới, đó là gì? Nếu như giá giảm,
đâu đó từ 7 đến 8% thì sẽ phải cắt lỗ và không ngoại lệ, được chưa, để bảo toàn vốn của anh chị em. Và cái thứ hai là chỉ mua cổ phiếu khi mà thị trường chung được xác nhận trong xu hướng tăng, đó chính là chữ M đó. Chỉ mua cổ phiếu khi mà thị trường chuẩn bị bước tới hoặc đang trong quá trình ban đầu của thị trường uptrend thì khi đó là thời điểm mua tốt nhất, được chưa. Còn khi thị trường giá xuống thì thống kê đến 95% cổ phiếu đều giảm điểm đó. Cho nên thời điểm thị trường con gấu là một trong thời điểm mà rất là khó để anh chị em giao dịch, đặc biệt là trong thời điểm này. Rồi, cái phần thứ hai là ông chia sẻ những cái kế hoạch cơ bản để mà có thể là lên kịch bản cũng là chọn cổ phiếu để mua. Một, đầu tiên là nhắc lại, mua khi thị trường chung tăng giá. Hai là mua sau khi mà thị trường, mình phân tích từ vĩ mô để thị trường nó tốt rồi, vĩ mô ổn định rồi, thì chúng ta sẽ đi tìm từng cổ phiếu một, xem cổ phiếu nào có cái tiềm năng tăng trưởng. Thì bước thứ hai đó là mua cổ phiếu đáp ứng bộ chỉ số CanSlim là 7 yếu tố mình vừa nói đấy. Tăng trưởng quý, tăng trưởng hàng quý, tăng trưởng hàng năm, có ra mắt sản phẩm mới không, cung cầu như thế nào, ở đây có phải cổ phiếu dẫn dắt trong cái đoạn này không, có nhiều quỹ tham gia mua nắm giữ và mua không, và cuối cùng là chữ M là thị trường chung đấy. Đây 7 chữ cái nhắc lại nhé, cho anh chị em. Và thứ hai là dựa vào gì, bộ tiêu chí CanSlim để lọc dựa theo cơ bản và sử dụng mẫu hình giá phá vỡ là áp dụng phương pháp phân tích kỹ thuật đó. Winamoreal là một trong những cái nhà đầu tư áp dụng cả hai trường phái, kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Và cuối cùng là phải luôn luôn có cái tỷ lệ chốt lãi và cắt lỗ. Cắt lỗ khi giá giảm 7-8% và chốt lời, nó sẽ tùy, cái này sẽ tùy anh chị em nhé. Nhưng ông khuyên là gì, nó sẽ ăn được cái nhịp đâu đó từ 20-25% là anh chị em phải cân nhắc chốt lời rồi, được chưa? Thì đây là cái kế hoạch cơ bản nhất để mà giúp cho anh chị em nhà đầu tư mới tham gia thị trường đã có một cái hình dung ban đầu. Một là phân tích thị trường chung tốt hay xấu. Hai là gì, phân tích cổ phiếu hiện tại là gì, nó có đáp ứng đủ cái bộ tiêu chí mà anh chị em cần quan tâm không. Thứ ba là áp dụng thêm cả về phân tích kỹ thuật nữa, ok chưa? Đáp ứng đủ cơ bản và phân tích kỹ thuật thì nó sẽ đáp ứng cho anh chị em đầy đủ về một cái xác suất, một cái điểm mua, một cái cổ phiếu có khả năng tăng giá tốt. Và cái thứ ba đó là gì, là quy tắc cắt lỗ và chốt lời và cắt lỗ, đúng không ạ? Và tỷ lệ của ông nó để ở đây, tỷ lệ tương ứng là gì, tỷ lệ lợi nhuận so với rủi ro là tỷ lệ 3-1, được chưa? Như đúng thì được 3 mà sai mất 1 đấy. Đó kế hoạch rất là cơ bản. Rồi có 3 cái hòn đá tảng mà anh chị em gần như không bao giờ phải quên, không bao giờ được quên nhé, không bao giờ được quên. Nhắc lại đó là chỉ mua cổ phiếu trong thị trường tăng giá. Cái thứ hai là gì, tập trung vào những công ty mà có cái câu chuyện, có cái chất xúc tác mới như là tăng trưởng lợi nhuận này, sản phẩm mới này, hay dịch vụ mới này. Ví dụ hàng năm mà Apple, những cái năm mà Apple ra mắt những sản phẩm đầu tiên ấy, thì đấy là một trong những cái sản phẩm gần như là độc nhất trên thị trường, và từ đó nó giúp cho Apple tăng trưởng mạnh đến đây, nó dựa sản phẩm mới đó. Hay Coca-Cola cũng vậy, đặc thù của Coca-Cola là cái chai Coca rồi, đúng không ạ? Nhưng mà ngoài ra cái tập đoàn Coca-Cola nó còn có hàng trăm hàng nghìn sản phẩm khác, tức là hàng năm họ luôn luôn cố gắng đưa ra những sản phẩm mới để mở rộng thị trường, mở rộng doanh thu và tăng biên lợi nhuận, đó chưa? Cái thứ ba là gì, mua cổ phiếu được các nhà đầu tư tổ chức mua gom, tránh những cổ phiếu mà bị quỹ bán tháo, đúng không? Thế anh chị em phải hiểu là gì, tại sao quỹ lại bán tháo cổ phiếu đó? Bởi vì đơn giản đó là gì, là cổ phiếu đó có thể là hết tiềm năng tăng trưởng, hoặc là cổ phiếu đó nó có một vấn đề gì đó về ban quản trị và lãnh đạo, hoặc là báo cáo tài chính có gian lận, thì khi đó quỹ họ sẽ bán tháo, đúng không ạ? Cổ phiếu tăng trưởng thì luôn có lý do, và ngược lại cổ phiếu giảm giá thì cũng luôn tiềm ẩn những rủi ro trong đó. Nên chúng ta phải rất là cẩn trọng vấn đề này. Đây là ba cái hòn đá tảng rất quan trọng thì anh chị em cần lưu ý. Tiếp theo là gì, trong một sách này thì nó đã chỉ ra một cái định nghĩa là bùng nổ theo đà, và định nghĩa này đã được anh chị em áp dụng phân tích trong vòng 2-3 năm gần đây. Thế vậy thì bùng nổ theo đà là gì, thì khi mà thị trường nó chuẩn bị nó bước sang giai đoạn từ downtrend ấy sang uptrend ấy, thị trường tăng giá mới ấy, thì thường bắt đầu nó sẽ có những cái phiên bùng nổ theo đà, có những phiên bùng nổ, và người ta thống kê là gì, thông thường từ 4-7 phiên kể từ phiên bùng nổ đầu tiên sẽ xuất hiện bùng nổ theo đà. Và bùng nổ theo đà nó sẽ đánh dấu một cái bước ngoặt là gì, chuyển giai đoạn từ gì, giai đoạn up downtrend thành giai đoạn uptrend, anh chị em nhé. Đấy, điều rất quan trọng. Rồi tiếp theo ông chia sẻ là cái dấu hiệu tạo đỉnh ấy, để anh chị em cần chú ý và anh chị em có thể là chốt lời và thoát hàng sớm. Thì ông có chia sẻ là nếu như anh chị mà nhìn thấy đâu đó 6 cái phiên phân phối, bất kể trong khoảng thời gian, nó sẽ phân phối ngẫu nhiên nhé, trong khoảng thời gian từ 4-5 tuần ấy, trong khoảng 1 tháng ấy,
Trong một tháng mà anh chị em thấy đâu đó cũng có khoảng 6 đến 7 phiên phân phối thì thị trường chung ấy, nhiều có khả năng điều chỉnh. Đó, thị trường chung xác suất nhiều có khả năng điều chỉnh. Phân phối là gì? Là cái phiên hôm đó là cái phiên mà anh chị em thấy là gì, cổ phiếu sàn hàng loạt này. Chỉ số thị trường chung giảm rất là mạnh, đi kèm với khối lượng lớn. Giảm mạnh đi kèm khối lượng lớn thì đó là dấu hiệu của phiên phân phối anh chị em nhé. Lưu ý đây là dấu hiệu tạo đỉnh thì cần tránh. Vừa rồi thì mình có chia sẻ là dấu hiệu tạo đáy đấy, bây giờ dấu hiệu tạo đỉnh đúng không ạ? Rồi, chúng ta phải biết là năm cái điều cần biết về chu kỳ của một thị trường. Đó, lời khuyên rất là hay. Cái đầu tiên là nhiệm vụ của anh chị ấy, là cái mục tiêu trong đầu tư đó là gì? Là kiếm thật nhiều tiền trong thị trường giá tăng. Và ngược lại, phải biết cách bảo vệ lợi nhuận khi thị trường giá giảm xuất hiện. Đó, cái chuyện là gì? Những anh chị em F0 ấy, ở cái giai đoạn năm 2020 đến 2022 ấy, những anh chị em nhà đầu tư kiếm nhiều tiền nhất là những anh chị em nhà đầu tư F0. Nhưng mà sau đến năm 2022 bước sang 2023 ấy, nửa cuối ấy, thì chính những anh chị em F0 là những anh chị mà gì bị thua lỗ nặng nề nhất, được chưa? Cái điều quan trọng là gì? Đầu tư không phải là gì chỉ tập trung vào kiếm tiền, mà chúng ta biết cách bảo vệ tiền. Và mình luôn luôn đến thời điểm bây giờ luôn luôn tập trung vào cái đầu tiên là gì? Phải an toàn trước đã. An toàn để bảo vệ vốn, bởi vì khi anh chị em có vốn ấy thì anh chị em mới có cơ hội, còn khi chúng ta hết vốn rồi thì kể cả khi thị trường xuất hiện thì chúng ta cũng không có cơ hội để lấy lợi nhuận của thị trường được đâu. Thế cho nên rằng là gì, cái việc bảo vệ lợi nhuận trong thị trường giá giảm là vô cùng quan trọng. Khi mà thị trường có dấu hiệu đạt đỉnh thì chúng ta nên hạ tỷ trọng và thoát hẳn khi mà thị trường rõ ràng. Đó là phương pháp mà rời bỏ thị trường, mình sẽ chia sẻ ở những clip sau. Cái thứ hai, điều rất quan trọng là bạn phải biết được là bạn đang ở đâu trong một cái chu kỳ. Đó, đang ở trong pha gì, tích lũy, tăng trưởng, phân phối hay đè giá, bốn cái pha đó, bốn cái chu kỳ đó, bạn phải biết bạn đang ở đâu để chúng ta biết cách hành động đúng không ạ? Đó, đặc điểm của bốn cái chu kỳ này thì mình đã chia sẻ cho anh chị em những clip trước rồi, anh chị em có thể là xem lại hai clip trước mình chia sẻ nhá, rất là kỹ rồi. Bốn cái chu kỳ: tích lũy, tăng trưởng, phân phối và đè giá. Đó, chúng ta phải biết chúng ta đang ở đâu. Cái thứ ba là gì? Phải luôn luôn phải luôn luôn chúng ta có thể là không bao không cần thiết phải hôm lúc nào cũng xem bảng điện và lúc nào cũng cần chăm chăm mình đầu tư đúng không ạ? Nhưng chúng ta luôn luôn phải để ý đến thị trường, quan sát, bởi vì là gì, ngay cả thị trường giá giảm ý, thì nó luôn luôn sẽ tiềm ẩn những cái cơ hội mà tái tích lũy trở lại và kết thúc xuống giảm, và từ đó thì sẽ xuất hiện những cái cổ phiếu mà có điểm mua tốt, điểm mua hợp lý và những cổ phiếu bị định giá rẻ. Thì thị trường giá giảm thì chúng ta có thể là không giao dịch, nhưng chúng ta hãy đừng quên việc quan sát thị trường để gì, hòa chung vào cái nhịp đập đó để chúng ta hiểu hơn về thị trường và biết cách thức là gì vào thị trường ở giai đoạn nào. Cái thứ tư là gì? Phải luôn tìm kiếm được những cổ phiếu dẫn dắt mới trong một cái thị trường tăng giá. Mỗi một giai đoạn thì sẽ có một cái nhóm, một cái nhóm ngành, một cái sóng ngành nó dẫn dắt. Ví dụ như cái năm đầu năm 2023 này thì sóng dẫn dắt liên quan đến banh chứng thép là những cái nhóm sóng ngành mà tăng mạnh nhất, được chưa? Tăng mạnh nhất. Đó, sau đó thì gần đây thì đang có một số liên quan đến bất động sản khu công nghiệp, nhóm dầu khí, điện, vân vân. Nói chung là mỗi một thời điểm, mỗi một giai đoạn thị trường thì vĩ mô nó ủng hộ cái nào thì cái dòng đó sẽ hưởng lợi và những cổ phiếu trong dòng sẽ tăng trưởng, thì chúng ta cần phải để ý. Đó, và cái thứ năm rất quan trọng này. Đó, bạn kiếm được cái khoản lãi lớn nhất từ cái giai đoạn bắt đầu của thị trường tăng giá. Tức là thị trường bạn sẽ kiếm được nếu như bạn mua ở cái điểm mà giao thoa giữa giai đoạn 1 bước sang giai đoạn 2, tức là từ giai đoạn tích lũy sang giai đoạn tăng trưởng ấy, thì khi đó là cái giai đoạn mà thị trường phục hồi mạnh nhất, đó, trong khoảng thời gian nhanh nhất, và bạn mua ở cái mức giá vốn hợp lý nhất, ok chưa ạ? Đó, đó năm cái điều bạn cần biết về một chu kỳ và những lời khuyên kèm theo để anh chị em lưu ý. Kế tiếp với năm điều đó thì chúng ta phải có bốn điều tránh làm, bốn cái điều đến tránh nhá. Cái đầu tiên là đừng bao giờ đến bữa tiệc đầu tiên. Đó, lời khuyên này nó ẩn dụ một điều là gì? Là anh chị em đừng bao giờ vào tham gia lại thị trường quá sớm, bởi vì rất dễ có hai khả năng: một là anh chị em thị trường chưa giảm đủ biên hết biên độ, anh chị em đã vào bắt đáy thì rất rất nguy hiểm, thị trường nó có thể giảm sâu hơn nữa. Cái thứ hai là gì? Nếu anh chị em vào quá sớm ở trong cái đoạn tạo nền ấy thì đôi khi là anh chị em phải chờ đợi một cách rất lâu. Đó, và đặc biệt chúng ta xác định là anh chị em là nhà đầu tư giá trị hay nhà đầu tư tăng trưởng hay là nhà đầu tư theo đà tăng trưởng, thì mỗi một cái trường phái đó thì nó sẽ có cách thức đầu tư và tìm điểm mua bán khác nhau, kết hợp với khoảng thời gian đầu tư khác nhau. Những nhà đầu tư theo đà tăng trưởng ấy, thì họ sẽ ưu tiên là gì?
À, chọn đúng cái điểm mua khi mà giá bùng nổ để tiết kiệm thời gian nhất và đem lại mức sinh lời cao nhất. Còn phương pháp đầu tư giá trị đại diện là huyền thoại Warren Buffett đúng không ạ? Thì ông quan sát là gì? Ông có thể chờ đợi rất là nhiều năm, không ông không vội vàng, và thường thì ông nắm giữ rất là dài hạn, một khi đã mua thì nắm giữ đâu đó khoảng 30 40 năm. Đó, ông có chia sẻ là gì? Nếu như bạn không sẵn sàng nắm giữ cổ phiếu này 10 đến 20 năm ấy, thì tốt nhất là đừng bao giờ mua cổ phiếu đó. Tức là đầu tư giá trị tức là gì? Là ông sẽ tìm kiếm những cái doanh nghiệp hiện tại đang bị định giá thấp hoặc là định giá hợp lý và tiềm năng trong tương lai còn tăng trưởng mạnh hơn nữa, và xác định nắm lâu dài, đồng hành cùng doanh nghiệp, thì đó là đầu tư tăng trưởng. Thế anh chị em phải xem mình là phong cách nào. Còn nếu như anh chị em hiện tại mình đang theo đuổi phong cách là đầu tư theo đà tăng trưởng, đầu tư theo con sóng, thì mình sẽ ưu tiên về thời gian và điểm mua hơn. Tức là gì? Có những cổ phiếu nó tạo nền 3 tháng đến 6 tháng là nó bật tăng rồi. Tuy nhiên có những cổ phiếu tạo nền 1 năm, 2 năm, thậm chí có những cổ phiếu tạo nền 5 năm. Mà nếu như anh chị em mà vào quá sớm ở nền ấy, thì có thể là anh chị em sẽ đợi rất là lâu, và đến khi anh chị em không còn đủ kiên nhẫn để đợi nữa, vừa bán đi thì nó lại bật tăng. Đó thì vô cùng đáng tiếc. Thế cho nên là gì? Cái đẹp nhất đó là gì? Chúng ta hãy vào cổ phiếu khi mà giá mà vừa bứt thoát khỏi nền giá, vượt qua cái vùng kháng cự của nền giá đó với cái khối lượng lớn bùng nổ và đi kèm mức giá tăng hợp lý, thì khi đó chúng ta có thể là nhảy vào mua, thì khi đó là thời điểm rất hợp lý để anh chị em bắt đầu một con sóng mới. Cái thứ hai, đây là sai lầm rất nhiều, là như anh chị em phân tích trên PE nhé, là đừng bao giờ tham cổ phiếu có PE thấp. Đừng bao giờ tham cổ phiếu có PE thấp. Bởi vì sao ạ? Anh chị em có bao giờ hỏi là gì, tại sao nó lại thấp không ạ? Bởi vì đơn giản là nó không có tiềm năng tăng trưởng nữa. Giá nó thấp đi thì khi nó chia PE thì PE tự nhiên nó thấp thôi, chứ không phải vì PE thấp mà nó hấp dẫn. Còn nếu anh chị em muốn mà sử dụng PE ấy, thì hãy sử dụng PE là gì? PE forward hoặc là PE trong tương lai. Nghĩa là mình lấy cái lợi nhuận kỳ vọng trong tương lai, mình chia lại, lấy cái giá cổ phiếu chia cái lợi nhuận kỳ vọng trong những năm sắp tới ấy. Nếu như nó được chiết khấu về cái vùng PE hợp lý thì khi đó là hợp lý để anh chị em phải cân nhắc, kết hợp với phân tích kỹ thuật nữa. Được chưa? Cái thứ ba là đừng bao giờ mua cổ phiếu mà chưa có kế hoạch bán. Tức là đừng bao giờ mà anh chị em mua cổ phiếu mà anh chị em chưa nhìn thấy cái điểm mà nếu như nó có rủi ro anh chị em sẽ thoát ở đâu ấy. Cái này đa phần anh chị em là hay gặp. Thông thường là cứ thấy nó bùng nổ, nó tăng trưởng mạnh, nó trần 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 là anh chị em cứ đu bám vào mua, nhưng mà không biết là gì, à liệu mình mua xong nó giảm về đâu thì mình phải thoát chứ đúng không? Hay lại có tư duy là ôm. Rất nhiều anh chị em là như vậy, không chịu cắt lỗ là luôn luôn chịu bài học rất là đau đớn. Cái thứ tư là gì? Là đừng bao giờ cố ôm những cổ phiếu dẫn dắt cũ, vì rất có thể nó sẽ mất rất lâu để phục hồi. Những cổ phiếu dẫn dắt cũ, ví dụ như là gì, năm ngoái thì là ví dụ, có ví dụ đi, nó có sóng liên quan đến dệt may chẳng hạn, nhưng năm nay Vimo nó không ủng hộ dệt may, nó ủng hộ thằng khác, thì đừng vì là gì, vì là cổ phiếu này năm ngoái nó dẫn dắt thì năm nay tiếp tục nắm giữ để nó có bùng nổ theo. Không phải anh chị em nhé, cái đó không phải phải mỗi một năm, mỗi một giai đoạn thời kỳ và mỗi một chu kỳ nó sẽ có những cái nhóm ngành hưởng lợi, và chúng ta phải nên chọn những nhóm ngành nào mà có cái sự kỳ vọng cao nhất là như thế. Rồi tiếp theo đến phần rất là hay là ông có chia sẻ 8 bí mật, 8 quy tắc, 8 bí quyết để giúp cho bạn trở thành người bán giỏi, được chưa ạ? Ông muốn chia sẻ là mọi người, kể cả những cái chuyên gia hàng đầu, sẽ đều phải phạm phải những sai lầm. Nhưng điều quan trọng ấy là hơn nhau là ở ai là người cắt lỗ sớm. Đúng không ạ? Ai cũng có sai lầm, kể cả Warren Buffett, ông cũng có sai lầm. Không phải thương vụ nào ông đầu tư phân tích cũng đúng mà giá cổ phiếu cũng tăng. Thế cho nên là gì? Sai lầm trong quá đầu tư, rủi ro đầu tư là điều hoàn toàn bình thường. Nhưng điều quan trọng hơn giữa một người nhà đầu tư nghiệp dư và nhà đầu tư chuyên nghiệp ấy, đó là ai là người tuân thủ kỷ luật, tuân thủ phương pháp và cắt lỗ sớm. Được chưa? Nhà đầu tư nghiệp dư là những nhà đầu tư mà không chịu cắt lỗ. Mình chia sẻ như vậy. Được chưa? Bởi vì có một cái mình luôn nói chị em, nó gì, là thị trường tài chính này là không có điều gì là không thể xảy ra. Đó, nếu anh chị em không cắt nhỡ đâu, cổ phiếu đấy nó gì tiếp tục giảm nữa thì sao? Và rất nhiều cổ phiếu đang từ mức giá 100, 200 nghìn nó giảm xuống về 1, 2 nghìn là điều hoàn toàn có ở thị trường này. Được chưa? Và cái thứ hai, mình ví dụ thì kể cả nó không giảm về mức độ sâu như vậy đi, nhưng nó chỉ giảm 50% cho anh chị thôi, và nó cứ mãi ở vùng đấy, thì anh chị em cứ mãi ôm cổ phiếu 5 năm, 10 năm bị chôn vốn đấy, thì cái số tiền anh chị em mất là một phần rồi. Anh chị em mất cái thứ hai đó là gì? Là cái chi phí cơ hội. Được chưa? Thay vì là mình dùng số tiền đó mình cắt lỗ sớm để mình tái đầu tư vào những cổ phiếu khác tăng trưởng, để mình sẽ bổ sung lại khoản vốn mình đã mất, thì bây giờ chúng ta bị chôn vốn một cách rất lâu dài. Cái thứ hai là gì?
Nếu như bạn mà không bán sớm ấy, thì chắc chắn bạn sẽ bán muộn. Đúng không ạ? Nếu bạn không bán sớm thì chắc chắn bạn sẽ bán muộn. Khi mà nó âm 7% bạn không bán ấy, mà nó giảm xuống nữa ấy, thì là gì? 15-20%. Thì thay vì một khoản lỗ 7% bạn phục hồi rất là dễ, bạn có lợi nhuận đâu đó khoảng 10-15% là bạn đã phục hồi được vốn rồi. Nhưng mà nếu bạn không cắt lỗ ấy, mà bạn để sâu từ 20-30% ấy, thì cổ phiếu phục hồi đâu đó 40-60% thì bạn mới hòa vốn. Rất khó, được chưa? Thế cho nên chúng ta phải nhớ những quy tắc này. Cái thứ ba là gì? Phải luôn có kế hoạch bán trước khi mua. Cái này mình đã chia sẻ rồi. Và cái thứ tư rất quan trọng này, là đừng bao giờ để một khoản lãi lớn thành một khoản lỗ ngược. Đó, đừng bao giờ để. Vì sao? Nếu như anh chị em bị điều này, anh chị em sẽ bị ảnh hưởng hai cái. Một là vốn, là bị mất vốn đã rồi. Cái thứ hai đó là gì? Là ảnh hưởng tâm lý cực kỳ nặng nề và sẽ khiến anh chị em một cái thứ cay cú, tức nuối, đúng không ạ? Đổ lỗi, đúng không ạ? Ví dụ này, anh chị em mua cổ phiếu ở vùng giá 50, tăng lên 60 anh chị em không chốt, đúng không ạ? Và sẵn ngay sau khi nó chạm vùng 60 nó quay đầu giảm ngược lại về 45, thậm chí là 40. Tức là anh chị em đang có một cái lợi nhuận đâu đó khoảng 10.000 trên một cổ phiếu thì thành lỗ ngược 5-10.000. Được chưa ạ? Rất là ảnh hưởng đến vốn và tâm lý của anh chị em. Cho nên là gì? Khi mà anh chị em đã có lợi nhuận, đã có đệm lãi rồi, có hai cách thì anh chị em xử lý. Một là chốt lời từng phần. Hai là rời ngay cái điểm cắt lỗ và điểm hòa vốn, để nếu như là gì, nó có quay đầu giảm ngược thì tối thiểu cái lệnh đó của anh chị em hòa đã. Được chưa? Còn lời thì tính tiếp. Ok chưa? Đó là quy tắc số 4. Rồi đến với quy tắc số 5, đó là gì? Ông chia sẻ đừng bao giờ cưới một cổ phiếu nào đó mà hãy chỉ hẹn hò thôi. Tức là gì? Là đừng bao giờ nắm giữ một cổ phiếu mãi mãi với tư duy đó. Mà hãy chỉ là gì? Hẹn hò, tức là gì? Nếu thấy nó đẹp ở thời điểm này thì mình hẹn hò nghĩ mình mua. Và khi nó hết đẹp rồi, hết cảm xúc rồi, hết cảm hứng rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta bán ra cho lợi nhuận, đi tìm cổ phiếu khác. Đó. Nghe thì nó có vẻ là trong tình yêu thì cái này nó không đúng lắm, đúng không ạ? Nhưng mà anh chị em hãy áp dụng cái này, đó là một câu nói ví von trong việc cuộc sống gia đình và hôn nhân, đúng không ạ? Nhưng mà cái này để ví von với việc anh chị em đi đầu tư. Vì sao không bao giờ nên cưới một cổ phiếu? Bởi vì là tính doanh nghiệp ấy, sự phát triển của doanh nghiệp ấy, nó cũng giống như gọi là cái thuyết vận hành của tự nhiên thôi, không có gì để trường tồn mãi mãi cả. Nó có sinh trưởng, nó có phát triển, nó có bão hòa rồi nó sẽ có suy thoái. Đó, không có gì là mãi mãi ở thị trường này cả. Thế cho nên chúng ta là gì? Đừng bao giờ cố ôm mãi một cổ phiếu. Nếu như có dấu hiệu cổ phiếu đó suy yếu, không còn cái sự kỳ vọng tăng trưởng nữa, chúng ta nên bán đi và tìm cổ phiếu khác, được chưa? Cái 6 này, đây là cách để mà anh chị em cơ cấu danh mục này, là hãy bán cổ phiếu đang lỗ trước. Đó, đa phần anh chị em thường làm ngược là gì? Là nếu như trong một cái danh mục của anh chị em có 5 cổ phiếu, sau đó có 3 cổ phiếu đang lãi và 2 cổ phiếu lỗ, đúng không? Thì đa phần chúng ta thường làm ngược với lời khuyên là gì? Là chúng ta thường chốt khoản lãi trước, bởi vì sợ là nếu như không chốt thì nó giảm lại mất lãi, và lại cứ ôm mãi những cổ phiếu lỗ với hy vọng là gì? Nó giảm rồi nó sẽ tăng về hòa, đúng không ạ? Nhưng đó tư duy vô cùng ngược. Và cách làm ngược lại là cách làm đúng đắn, đó là gì? Hãy bán những cổ phiếu đang lỗ trước, bởi vì nó gì, một khi đã lỗ rồi rất khả năng nó còn lỗ sâu thêm nữa. Còn thứ hai là gì? Khi một cổ phiếu tăng giá thì khả suất rất cao nó còn tiếp tục tăng giá nữa. Đó, nên chúng ta phải hiểu cái điều này, chúng ta xử lý những lệnh trong danh mục. Cái thứ bảy là gì? Là khi mua cổ phiếu ấy, thì nên tập trung cả cơ bản lẫn kỹ thuật, phân tích cơ bản lẫn phân tích kỹ thuật ấy, để chọn điểm mua, chọn cổ phiếu. Nhưng mà khi bán ấy, mình khuyên nó là gì? Chỉ cần tập trung vào kỹ thuật thôi, bởi vì là kỹ thuật nó rất là nhanh nhạy anh chị em nhé. Cổ phiếu mà có thông tin xấu, mà thậm chí thông tin anh chỉ nội bộ biết thôi, anh chị em không biết ấy, được chưa? Thì nó đã phản ánh vào giá rồi. Và khi mà anh chị em biết ấy, được trên các báo đài thông tin ấy, thì giá cổ phiếu đã giảm quá sâu rồi. Khi đó anh chị em cắt lỗ quá muộn. Cho nên là gì? Khi mà nó vi phạm điểm cắt lỗ là bán, chỉ dựa vào kỹ thuật thôi, được chưa? Bởi vì anh chị em phải hiểu rằng là gì? Ở cái thị trường đầu tư này còn rất rất nhiều điều và rất rất nhiều cái thông tin yếu tố mà anh chị em còn không biết đâu. Chúng ta chỉ biết một phần của thị thật thôi. Đó, cho nên là gì? Hãy để ý những cái gì nó biến động nhạy nhất với thông tin, đó chính là giá nhé. Điểm mạnh của phân tích thuật là như vậy, rất nhanh nhạy và hợp lý. Cái thứ 8 là gì? Hãy cố gắng khi giao dịch ý, hãy dựa vào những quy tắc mình đề ra và kỷ luật với nó, và tuyệt đối không giao dịch theo cảm xúc. Đó, cảm xúc thì nó rất luôn luôn là gì? Nó luôn luôn thay đổi, luôn luôn biến động, đúng không ạ? Lúc thì thế này, lúc thì thế kia. Vui thì lúc hưng phấn ý, thì hành động kiểu khác, mà lúc chán nản thì hành động kiểu khác. Thế khi đó thì anh chị em không có một cái tư duy thống nhất, một cái phương pháp thống nhất, thì khi đó thì cái kết quả của anh chị em luôn luôn phập phù, và sẽ đến một kết quả cuối cùng là gì?
là thua lỗ. Ok chưa? Thì đó là những cái lời khuyên mà mình đã đúc rút lại cho chính bản thân mình từ cuốn sách của William O'Neill, đó là Can Slim. Nó rất là hay, rất là bổ ích. Và anh chị em luôn luôn nhớ những cái điều đó để anh chị em biết. Có một số điều quan trọng mà mình sẽ chia sẻ với anh chị em. Một là chỉ mua cổ phiếu, chỉ mua cổ phiếu khi mà thị trường nó đang trong giai đoạn tăng giá. Được chưa? Cái thứ hai là luôn luôn cắt lỗ 7%, không có ngoại lệ. Được chưa? Đến hai, nếu mà anh chị em không nhớ được nhiều, anh chị em nhớ cho mình hai cái đó thôi. Đó, khi nào nên mua và khi nào nên bán, đó là điều quan trọng nhất. Ok chưa? Rồi một lần nữa thì rất cảm ơn anh chị em đã lắng nghe clip của mình và hy vọng rằng những kiến thức từ cuốn sách của William O'Neill đóng góp cho anh chị em thêm nhiều góc nhìn. Và mình tin rằng những clip này sẽ giúp anh chị ngắn thời gian, có thể anh chị em rút ngắn thời gian đọc sách của mình. Bởi vì đây là những cái mà theo cá nhân mình thấy nó rất quan trọng nhất, lời khuyên hay nhất trong cuốn sách đúng sẽ đúc rút lại để chia sẻ anh chị em. Đó. Và nếu anh chị em cảm thấy hay thì có thể là ủng hộ nút like, subscribe. Và có câu hỏi nào anh chị em cứ gõ ở phần bình luận nhé, mình sẽ hỗ trợ và trả lời anh chị em. Đó, những anh chị em là mong muốn tham gia ở những khóa học đầu tư của mình chia sẻ một cách miễn phí và tham gia vào hội nhóm để nhận được tín hiệu một cách tối ưu nhất, thì anh chị em có thể liên hệ với mình qua số Zalo là 0379228896 để mình hỗ trợ nhé. Rồi một lần nữa xin chào, hẹn gặp lại anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.